Hello các bạn, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của anh báo SkipPD. Và video ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm nhiệm vụ sử dụng máy bán hàng tự động này nha các bạn nha. Thì tại sao mình lại làm video này nè các bạn? Tại vì mình không biết cách làm các bạn ơi. Kiểu như là mình cũng không biết cách làm, xong rồi mình nghiên cứu hồi thì mình đã phát hiện ra được cách làm nó như thế nào á. Cho nên mình nghĩ là cũng sẽ có nhiều bạn mới chơi giống mình sẽ cũng không biết cách làm giống mình ha. Thì video ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm cái nhiệm vụ là sử dụng máy bán hàng này nha các bạn. Mình nghĩ là cũng sẽ có bạn không biết đó. Bạn nào mà không biết thật sự thì hãy comment dưới cho mình biết nha. Thì đầu tiên các bạn hãy lại chỗ cái cập nhật mới này các bạn. Đó, đi hướng lên đây nè nha. Xong các bạn nhìn nó bên tay trái này nè, nó sẽ có một cái chỗ chỉ thuốc nè các bạn. Đó. Là cái chỗ này nè, cái này là cái máy bán hàng tự động đó các bạn. Các bạn vô đây các bạn mua là ok nha. Đó. Và cái trường hợp mà các bạn mà chưa có cái chỉ thuốc này, cái máy bán hàng tự động chỗ này á, thì các bạn sẽ bấm vô cái chỗ nâng cấp này cho mình nha. Đây, nâng cấp nè, mấy bạn sẽ bấm vô, mấy bạn thấy chỗ giỏ đồ nè thấy không? Mấy cái chỗ tăng này các bạn, chỉ tăng nè thấy không? Đó, mấy bạn bấm vô chỉ tăng này cho mình. Rồi thì vô đây thì các bạn sẽ thấy là cái chỗ này các bạn, cái chỗ thuốc này các bạn. Đó, mấy bạn bấm vô cái chỗ thuốc này nha. Thì hình như là mới vô thì nó sẽ nằm cho mình ở chỗ cái này đúng không ta? Thì mấy bạn sẽ bấm vô, mấy bạn nâng cấp cái dưới đây nè, máy bán thuốc nữa các bạn. Đó, mấy bạn nâng cấp chỗ này là ok nè, là có thể mở được cái máy bán thuốc rồi đó. Thì tại vì cái lúc mà mình chơi thì mình chưa nâng cấp cái này cho nên là mình không biết các bạn. Đó, mấy bạn có thể nâng máy bán thuốc cấp 2, cấp 3 các kiểu dưới đây nè. Nhưng mà hình như là các bạn nâng cấp cái chỗ máy bán thuốc này là nó có ngoài đó rồi. Thì các bạn có thể mua đó, các bạn làm nhiệm vụ đó được rồi các bạn. Kiểu như là mình cũng muốn cài nhiệm vụ đó mà không ai chỉ hết trơn các bạn ơi. Cho nên là thôi mình thấy là chắc chắn là cũng sẽ có nhiều bạn mới chơi sang mình á, sẽ không biết cái nhiệm vụ này sẽ làm như thế nào nữa. Các bạn chỉ việc các bạn lợi chỗ máy bán thuốc này nè, các bạn mua là ok nha các bạn nha. Hồi nãy là một lần, bây giờ được hai lần bạn thấy không? Đó. Thì các bạn cứ tiếp tục mua khi nào đủ 6 lần thì thôi, nhưng mà cái này nó có giới hạn nha các bạn. Kiểu như là khi nào mà các bạn mua kiểu như là nó hết hàng, nó bán hết rồi đó bạn. Các bạn thấy nó đang mình được 3/6 rồi đúng không? Nhưng mà cái máy này nó hết rồi nè các bạn. Đó. Thì chúng ta phải đợi chút xíu nha, đợi khoảng 5 phút gì đó thì mới bắt đầu nó mới reset lại và nó bán nữa đó. Thì tiếp tục mình mua nữa nha, mua khi nào đủ 6 lần thì thôi các bạn. Đó, bạn có thể nâng cấp lên máy bán thuốc rồi các kiểu nữa các bạn. Thì không cần nâng cấp cũng được nha các bạn, không cần nâng cấp cũng được. Nhưng mà mình thấy là mấy cái thuốc này hình như là mua về mình xài nó mình ghi gôi nó sẽ ra mấy cái xịn xịn hơn đó các bạn, cho nên là các bạn cứ nâng cấp mình cũng không sao đâu. Rồi ok, thì bây giờ nó có bán nữa kìa các bạn, nó có bán nữa, bây giờ mình sẽ mua nữa nha. Mua đủ 6 lần là ok các bạn. Đó, tiếp tục mua nữa. Rồi lần cuối cùng nè các bạn ơi, từ lần cuối cùng là mình sẽ đủ nhiệm vụ nha, 5/6 nè bạn thấy không? Đó. Thì mấy bạn nào kiểu như là đã qua rồi thì thấy nó dễ vậy thôi, chứ thực sự là cái nhiệm vụ này nó sẽ hơi khó nha các bạn. Mình chơi từ dưới mình đi lên cho mình biết là cái chỗ nào khó là mình biết là mình sẽ làm video mình chỉ cho các bạn vậy đó. Cho nên là nếu như bạn đang xem video của mình mà chưa like cho mình á, thì mong các bạn hãy bỏ ra 2 giây cho mình xin một like nè, cũng như một lượt đăng ký kênh, xong rồi bật cái chuông thông báo để giúp cho kênh mình nó càng ngày phát triển mấy bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Mình thì cũng mới chơi game này được có ngày thứ hai thôi các bạn, cho nên là có gì sai sót các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi à, ok, bây giờ mình sẽ cuộn mấy cái này để mà mình kiếm cái con bet xịn xịn nếu bạn ơi. Trời ơi, mới chơi mà bạn thấy bet xịn xịn như chứ thực sự là fan cho không đó. Chứ tôi đâu có ra không gì xịn đâu các bạn, fan cho không? Ê, chỗ này có cuộn ít 10.000 lần nè các bạn à, mình sẽ cuộn cái này thử nha. Mấy bạn lâu lâu chơi lâu lâu các bạn lại mấy chỗ này nha các bạn. Đó, cuộn gấp 10.000 lần nó sẽ ra mấy con xịn xịn nè, nó sẽ cộng cho mình rất là nhiều coin ấy. Đó, thì cứ 10 phút sau thì mình sẽ được thêm một cái 5.000 nữa, cái này nó cũng ngẫu nhiên nha các bạn nha. Mấy cái cuộn này nó ngẫu nhiên ấy. 16 năm sau. Ê mấy bạn ơi, hồi nãy tôi mới vừa chat thư của tôi á, tôi thấy rất là nhiều bạn fan gửi quà cho tôi luôn các bạn ha, gửi bet rồi các kiểu nhóc luôn. Tôi đã lấy mấy cái rồi nhưng mà nãy không có quay, cho nên bây giờ mình sẽ quay video mình nhận thư cho các bạn xem nha, là có cái gì trong đây nha các bạn nha. Đó, rất là nhiều luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mở từng hộp cho các bạn xem là những bạn fan sẽ gửi cho mình cái gì nha các bạn nha. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bất ngờ đó các bạn ơi. Mình mới mở có mấy cái mà thấy bất ngờ lắm các bạn. Con này 4M nè, 1/4M nè các bạn. Con này cái gì đây? 1/1M35 hả? 750k. Ok. Con này 600k vậy. 40M. Ồ, ghê chưa bạn, ghê chưa? Bạn này tặng cho mình 40M luôn. Con này cũng 40M luôn bạn ơi, con chó gì nè. Rồi con này 3M mấy thôi. 625k, mình sẽ mở hết tất cả quà cho bạn xem luôn. 25M. Cái gì 1M tùm lum vậy? Từ từ. 5M nè. 600 mấy thôi. Ý 65M anh em ạ. À. Cái này 80k game luôn. Wow. Bạn này tặng cho mình thắng 80k game các bạn à. Quá xịn sò. 150M nè, 500. Ý, 500M các bạn à. Vãi chè, con này 500M luôn anh em ơi. Trời ơi, fan nút chất lượng vãi chướng. Ôi mình sẽ nhận con 500M này các bạn ơi. Nhận đi để hồi biết đâu ổng đổi ý, ổng lưới là được rồi sao đúng không? Trời ơi, quá trời qua đất anh em ơi, quá trời qua đất. 27M các kiểu nè. Cái này 100k game. Đù. Wow. Xịn sò dữ vậy. Ôi ôi, fan nút chất lượng vãi anh em ơi. Mình mới vừa đăng một cái video lên kênh thôi mà mấy bạn tặng quà mình quá trời luôn các bạn ạ. À. Rồi đây là gì đây? 1M nữa anh em ạ. À. Ôi mình sẽ nhận 100k game này đi.
với lại là mình sẽ nhận 80k game là luôn các bạn à. Wow, quá là ok các bạn ơi, bạn nhận mấy cái là xịn sò nhất rồi đó các bạn. Được 196k game rồi kìa. Để bây giờ mình cho các bạn xem là cái con bet của mình nha các bạn nha. Coi con bet 500m nè, trời ơi. Wow, 1 trên 500m các bạn à. Vãi chè, khá là xịn sò nè mọi người, các bạn coi đó nè. Đẳng cấp anh em ơi, quá đẳng cấp. Pha là nút báo quá đẳng cấp anh em ơi. Trời ơi, quá xịn sò rồi. Hay bây giờ mình sẽ nhận hết tất cả những quà này luôn ha các bạn ha. Tại kiểu như cũng tấm lòng của các bạn mà đúng không? Mình sẽ nhận luôn các bạn ơi. Rồi ok, mình nhận hết luôn, nhận hết luôn nha. Rồi ok luôn anh em ơi. Nhận luôn anh em ơi. Cái này 40m các bạn. Wow, 40m bán làm game cũng nhiều lắm rồi đúng không? Nhận luôn các bạn ơi. Rồi ok, cái này nhận luôn. Đó, mình sẽ nhận hết luôn nha các bạn nha. Hi anh được cái kiểu là ấy, cái này cũng có chat được nữa hả ta? Cái này anh cho em kết bạn à? Thôi cái mấy bạn nào mà kêu kết bạn với mình sẽ thông cảm, mình sẽ từ chối nha các bạn nha. Mình sẽ không nhận của mấy bạn kết bạn với mình nha, kiểu như kêu mình kết bạn á. Tại vì sao các bạn? Tại vì á, nếu như mà mình kết bạn với mấy bạn thì rất là nhiều người vô join chung server với mình mà chơi game thì mình khó quay video lắm bạn, cho nên là mình không có kết bạn được, các bạn thông cảm nha. Bạn nào mà viết cái thư mà kiểu như kết bạn với em đi là mình sẽ từ chối, mình không có nhận nha các bạn nha. Kết bạn với em là các kiểu là đó. Bạn nào mà gửi lời mời kết bạn thì mình sẽ từ chối. Hồi sớm mấy bạn kia mình không có để ý nữa các bạn à. Bây giờ mình mới thấy là có thể chat được trong đây nè ha. Kết bạn em là từ chối luôn các bạn ơi. Bạn nào kết bạn thì mình sẽ từ chối hết nha các bạn nha. Rồi bạn này 50m hơi tiếc nha các bạn. Tặng 50m mà kêu kết bạn với bạn đó. Cái này có kết bạn không? Có kết bạn luôn đúng không? Kêu kết bạn thì mình sẽ từ chối các bạn mà kêu kết bạn với mình ha. Rồi mới mốt mà các bạn là muốn có kiểu như là mấy bạn tặng quà cho mình mà có yêu cầu là kết bạn thì thôi các bạn khỏi tặng nha, tại vì mình không có kết bạn được, các bạn thông cảm nha. Rồi ok, từ chối hết luôn các bạn ơi. Cái này có kết bạn không? Kết bạn em nha, từ chối luôn. Ồ, hồi sớm giờ mình nhận của mấy bạn kia không biết là có bet mới đó anh. Ồ, bạn này là kêu là tặng cho mình con bet mới nè các bạn. Con này con bet mới đúng rồi. Ồ, cũng khá là hiếm các bạn ha. Ồ, có 800 mấy k người sở hữu thôi à. Rồi ok, nhận luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Hồi sớm mà mình có nhận của bạn nào mà kiểu như là kêu mình kết bạn mà mình lỡ nhận rồi, mấy bạn thông cảm cho mình nha. Và bạn nào mà muốn tặng quà cho mình thì cái ID game của mình này các bạn. Đây là mình mới chơi game này cho nên là bạn nào có lòng thì mình có dạ nha các bạn. Còn mà kiểu như tặng quà mà để kết bạn với mình đó thì mình không kết bạn được, các bạn thông cảm nha. Cho nên là khỏi tặng quà để kết bạn nha các bạn nha. Mình cũng từ chối à, mất công lắm. Và tình hình thì mình chơi game này cũng gọi là sao người ta, cho nên mình nghĩ là mình phải làm gì đó để mà chơi nhanh hơn chút xíu các bạn. Cho nên là mình sẽ mua cái xúc xắc gấp đôi này nha các bạn nha. 650GB các bạn ơi, trời ơi hơi đau thận chút xíu. Nhưng mà kiểu như cũng muốn chơi game này, thấy cái game này nó cũng hay hay, nó gọi là nó mở bét rồi các kiểu cũng hay hay á, cho nên là mình sẽ cài game này các bạn ơi. Và mình sẽ mở hai cái cuộn xúc xắc một lúc một nha, 650GB các bạn. Trời ơi, hơi đau thận chút xíu nhưng mà thôi không sao các bạn ơi. Kiểu như là mình cũng muốn chơi game này cho nên là thôi lụm luôn. Game này thấy cũng phù hợp với mình các bạn. Tại vì các bạn biết là mình cũng không có thời gian nhiều quá, cho nên là lâu lâu mình cứ rảnh mình cứ treo đại đi. Cái game này đâu cần chơi đâu các bạn. Cứ việc bỏ vô rồi tự động nó gôi thôi ha. Đó, thì cái này là tự động nó gôi rồi các bạn ơi. Bây giờ mình gôi được lần hai con bet rồi nha. Mình sẽ cài rất là nhanh các bạn. Tại vì trong đây là mình tốn rất là nhiều cái khi mình coi đúng không? Đó, các bạn thấy nè. Trời ơi, mấy cả trăm triệu coi nè các bạn, cho nên là mình phải chơi lần hai con bet thôi các bạn ơi, chứ mà mở lần con thì nó lâu lắm các bạn ạ. Tiếp theo thì mình đã thấy cái này cuộn gấp 5.000 lần, bây giờ nó có thể cho mình mở free này các bạn, để mình mở thử nha. Mấy bạn chơi cái việc lâu lâu các bạn lên đây, mấy bạn mở các bạn cái này nó hên lắm các bạn ơi. Nó sẽ ra mấy con xịn cho mình á. A đu, 1 trong 89m. À hay, xịn. Mình đã mở được một cái cột mốc mới các bạn ơi. Cái con này là cái con gọi là VIP nhất từ sớm giờ mình mở đó các bạn ơi. Bây giờ là mình lên được 1.8.9 trời nữa các bạn ơi. Vãi chè thật sự. À, nói chung là các bạn cứ việc lại mấy cái chỗ này nè các bạn. Để mà các bạn mở lâu lâu hết giờ đó thì bạn lại mấy bạn mở đó nó sẽ ra rất là xịn nha bạn ơi. Mình được 8,9 triệu rồi các bạn. Quá là xịn sò luôn các bạn ạ. Mình có mấy cái gọi là 2.500% may mắn luôn rồi các bạn. Nhưng mà mình không có mở nha bạn nha. Tại vì sao các bạn? Tại vì kiểu như là mình vẫn chưa có gọi là mình mở hết những cái may mắn của mình ra. Mình không có nhận được mấy con bet hiếm nữa. Chưa nhận được mấy con bet hiếm các bạn, cho nên là mình sẽ không mở nha các bạn nha. Kiểu như là các bạn coi đây nè. Ở đây thì mình còn kiểu như mình chưa có mở hết trơn những cái vật phẩm ở đây nha các bạn đó. Còn bet rồi các kiểu tùm lum chứ là mấy cái may mắn này đây là mình chưa có nè các bạn đó, cho nên là mình chưa có mở cái này ha. Để từ từ mà mình khám mình gọi là mình chinh phục hết trơn mấy cái đó đó, mình bắt đầu mình mới mở mấy cái này ra để mà mình lấy 2.500.000 cái phần trăm may mắn này để coi là nó xịn sò cỡ nào ha các bạn nha. Mấy bạn cùng đón xem ở những cái tập sau nha các bạn. Khi nào mà mình full hết rồi đó, thì mình sẽ mở mấy cái đó thử nha. Còn bây giờ mình sẽ cài thôi các bạn ơi. Cài mấy cái con này các bạn ơi, rảnh rảnh đi vô đây chơi mấy cái này cũng đỡ chán các bạn ha. Chỉ việc là đi auto lit xong rồi để mấy cái con chuột ngay mấy cái này là ok các bạn. Chơi trên máy tính nó cũng nhàn lắm bạn, hoặc là treo đại cũng được nữa. Ơi mấy bạn ơi, tôi phát hiện một cái hộp gọi là hộp kim cương các bạn ơi. Cái hộp này được nhiều coi lắm nè các bạn.
Bây giờ mấy bạn thấy mình đang có là 9 triệu rưỡi ha, cho là 10 triệu luôn đó. Mình cho các bạn nói là bây giờ là mình có 10 triệu cái coin luôn đi, để cho các bạn xem lần mở cái này được nhiêu nha các bạn nha. Cái này nhiều lắm nè, cái này nãy mình có mở một cái rồi, đâu là mười mấy triệu luôn các bạn. Đó, 13 triệu mấy luôn các bạn à. Và mình sẽ nhận hết mấy cái này luôn nha các bạn nha. Đi nhập hết mấy cái này luôn nè, mấy cái phát sáng này nè các bạn cũng nhiều lắm nè. Adu nó lên được 43 triệu luôn các bạn à. Vãi chè, là mình cộng được 33 triệu đó các bạn. Wow, có một cái hộp kim cương không mà mình kiếm được 33 triệu coin các bạn ơi. Trời ơi, cho nên là lâu lâu các bạn thấy cái hộp kim cương đó các bạn phải cố gắng mở vậy các bạn nha. Quá trời đã luôn các bạn ơi. Và nói chung là cái hộp kim cương đó thì mình phải mở ở trong mấy cái kia thì nó mới mở khóa từ từ thì nó mới ra nha các bạn nha, chứ không phải là tự động nó có đâu. Mấy bạn vô trong chỗ này nè, đó thì mấy bạn sẽ bấm vô cái chỗ đâu rồi ta, cái chỗ cái sẻn để mà mình đào các bạn. Từ từ để mình thoát ra ngoài đây nè, mấy bạn sẽ hiểu nè. Đây cái chỗ này nè các bạn, vật phẩm đào đó các bạn đó. Thì mấy bạn sẽ mở mấy cái này nè cho nó ra mấy cái hộp kim cương được cái kiểu này các bạn. Đó, mấy cái hộp này nè thấy không đó, mấy bạn cứ việc mà mở mấy cái hộp này thì nó sẽ ra mấy cái xịn xịn cho mình đó các bạn ơi. Nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng khoảng 80% các bạn biết hết rồi đúng không? Nhưng mà các bạn ơi, thì tại vì cái game này nó cũng đang hot mà, cho nên là sẽ có rất là nhiều bạn chơi sau mình á. Cho nên á là mình làm video này không có thừa đâu các bạn. Những bạn chơi sau mình sẽ biết là phải mở mấy cái này thì mới có thể là có những cái hộp đó để mà chúng ta mở các bạn đó. Cho nên các bạn chơi trước thì thông cảm bỏ qua cho mình nha. Mình chỉ những bạn gọi là chơi sau mình thôi. Đó, mở mấy cái hết này các kiểu là có cái gì cứ mở hết đi các bạn. Mấy cái này là kiểu như mình đi đào á thì nó sẽ kiếm được nhiều vàng, nhiều coin hơn như đó các bạn. Rồi ok chưa, còn chỗ nào trống nữa không, hết thì thôi các bạn ạ. Đó, vô đây các bạn cũng có thể cái ná, cái này hình như là để tăng sát thương để mà mình đập mấy cái vàng cho nó nhanh hơn hay sao á. Rồi ok các bạn ơi, tiếp tục mình sẽ ra đây mình đi cài tiếp thôi các bạn ơi. Quá ok đúng không? Rồi thì nói chung là video của mình ở đây là hết rồi các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian quý báu của các bạn á mà xem đến hết video của mình nha. Nếu như thấy video mình hay nhớ cho mình xin một like nha các bạn. Còn giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.